Chào mọi người nha. Hôm nay mình đi nhổ cái cây khoai lang này. Không biết nó có cũ không? Này là được 120 ngày rồi mọi người. Mình trồng trong cái hệ aquaponics kết hợp với thổ canh đó mọi người. Hai cái chậu này là chậu đất nè, chậu vải nè. Mình bỏ đất trong đây ha. Mình trồng mấy dây khoai lang tốt lắm mọi người. Nè mọi người coi nè, nó mọc tới xuống dưới đây luôn, chắc phải 3 mét đó mọi người, dễ sợ. Tốt quá trời tốt, không biết có cũ không. Lôi được cái đống lá này lên cũng mệt lắm mọi người, rồi nó nặng ghê luôn á. Này mình trồng từ cái đầu của cái củ khoai lang á, đó. Đó cái đầu đó mình cắt bỏ, xong rồi cái mình thả đại vô trong chậu, cái nó mọc lên, rồi mình đem mình trồng, nhìn gọn gàng ha, đống lá này, chỗ này mà nuôi gà nuôi heo đồ cho nó ăn đã lắm luôn á. Mọi người coi nè, nó u, thấy cưng chưa, nó u lên. Bên đây cũng vậy nè ha, nó đội lên. Này là khoai lang Nhật nha mọi người. Mình mua á, siêu thị á, cái củ nó dài dài thon lắm, thì sao mình trồng nó, cái nó úng lù, nó mập lùn. Chắc do cái chậu mình trồng chậu á, nó không có được thoải mái, mập lùn. Được 16 củ với lại mấy củ nhỏ nhỏ này. Thôi mình đếm luôn đi ha, làm 2 củ á. Khoai lang này trồng cho vui thôi nha mọi người, chứ nó tốn thời gian và tốn nước lắm.
vì cái lá của nó quá trời nhiều luôn, ngày nó uống quá trời nước luôn. Này mình có vườn để không á, mình trồng được, chứ còn mình trồng mà nước máy á, tốn nước, tốn tiền đi mua cho nó khỏe. Nhưng mà được cái là mình trồng hữu cơ 100%, nên ăn nó mình nghĩ chắc sẽ ngon, ngon hơn là người ta trồng phân hóa học nha mọi người, và an toàn nữa. Đã chưa?